sách Việt Tân đổi. Ngày nay chính sách Việt Tân họ đòi gọi là cái chưa phong trào gọi là cách mạng màu. Họ nhờ dùng những chữ họa mi về như dân chủ, nhân quyền và tự do để che đắp đi mấy cái tội phạm của họ. Ngày nay họ gọi là họ chính sách của họ họ gọi là Việt Tân chính sách bất bạo động. Bất bạo động. Có nghĩa là họ nạp mạng gây tiếng để kiếm miếng. Ngày xưa thì họ họ thí mạng giữ tiếng để kiếm miếng. Cái anh chàng này là Thái Văn Dung. Thái Văn Dung và Đặng Xuân Diệu mới vừa ra. Thái Văn Dung, hai người này đó là bị Việt Tân và cái đài OFV Á Châu Tự Do đưa vào tù chứ không phải là gì cả. Để tôi nói cái lỗi của anh này là anh hỏi mà anh quên là đảng viên của Việt Tân có năm điều mà anh không được. Anh không được nói, anh không thấy, không nghe, không hỏi và không biết. Mà anh hỏi. Lúc bấy giờ anh tham gia cái gọi là đại hội thanh niên sinh viên ở Phi Lục Tân. À, cái người này là đảng viên của Việt Tân, đây là cái người mà đưa phỏng vấn đưa lên cái với lại hợp tác với lại OFV dưới quyền của giám đốc Nguyễn Văn Khanh. À, là đưa đưa mấy anh này vào. Đây. Cô này là cổ tên là Lily Ngọc Hiếu Nguyễn, là người của Việt Tân 100%. Cái tên anh của anh OFV này các anh phải để ý rất là quan trọng. Gia Minh, đây là phó giám đốc ban Việt ngữ của cái đài OFV là Á Châu Tự Do. Anh ta đưa đồng lõa nghĩa là đồng lõa với Việt Tân đưa ra ngày sinh tháng đẻ chỉ vì anh chỉ vì cái anh Thái Văn Dung hỏi câu hỏi thôi mà đưa ngày sinh tháng đẻ nơi ở sống ở chỗ nào rồi này kia luôn cả cái hộp cái hộ chiếu đây anh đưa đây thông cáo báo cáo chí của ban tổ chức còn nêu rõ có một nhân sự công an họ gọi cái họ đặt ra anh gọi anh Thái Văn Dung là công an sinh ngày 3 tây tháng 6 năm 1988 quê Nghệ An giả dạng ghi danh tham dự và bị khám phá trục xuất ngay trong ngày họ đưa lên hết à, cái bữa đó là cái anh Thái Văn Dung ảnh tham gia cái gọi là đại hội thanh niên sinh viên Việt Nam thế giới kỳ 6 ở Phi Lục Tân năm 1900 năm 2011. Cái này quan trọng là tại sau khi ảnh vừa về tới Nội Bài Việt Nam thì bị bắt, bị công an bắt và họ anh đã khai ra hết 14 người. Trong những người đó là Đặng Xuân Diệu. Cái điều tôi muốn nói quan trọng là những người này không biết là Việt Tân là người mà tố cáo họ. Sau khi họ nạp mạng, cái thứ hai là họ phải gây tiếng, nạp mạng, gây tiếng. Ai sẽ giúp họ gây tiếng đây? Đây nếu mà nhìn đó cũng ba đài Á Châu Tự Do, BBC và Voice America. Việt Tân chủ động chỉ đạo chi phối lên tiếng bắt đầu gây tiếng đấy bắt đầu gây tiếng xong phải kiếm miếng bắt đầu kiếm miếng bắt đầu gây là tiền đấy. Họ ra cái chiến dịch gọi là phải lên tiếng. Ký thỉnh nguyện vận động dân biểu can thiệp 14 người bị Cộng sản Việt Nam bắt giam. Mà thật ra OFV đã Châu Tự Do là cái đài hợp tác đồng lõa với lại Việt Tân đưa mấy người này vào. Mà họ bảo là vận động dân biểu can thiệp thanh niên công giáo bị Cộng sản Việt Nam bắt giam. Nếu anh không tố thì làm sao chính quyền Việt Nam mới biết mà bắt giam? Again, nhớ cái tên Gia Minh tôi nói, Gia Minh, Phó Giám đốc Ban ngữ Việt Nam. Chính anh ta đưa mấy người này vào tù và cũng chính anh ta kêu gọi trả tự do cho các thanh niên công an và tin lành. Cũng Gia Minh đây. Bắt đầu họ gây tiếng sau khi nạp mạng, gây tiếng, kiếm miếng, voice, trình hội, SPTN. Trong lúc phó giám đốc đưa người vào tù,
vào tù giam thì giám đốc Nguyễn Văn Khanh của đài RFA lên SPTN gây quỹ. Nào, muốn biết ông Nguyễn Văn Khanh là ai thì cái sự liên hệ của ông dưới lá cờ Việt Tân, ông đứng đây ông gây quỹ cho Việt Tân, làm những tờ báo của Việt Tân, SPTN cũng Việt Tân luôn. Cái thứ hai đó là cái đó là một trong những người là người thứ hai, cái ông Nguyễn Hồng Quang, mục sư Nguyễn Hồng Quang, tôi đã điều tra hơn một năm nay rồi, giờ hơn một năm nay tôi có cái phương pháp và cái phương tiện để điều tra, tại tôi thắc mắc tại sao những người này xung quanh ông này là đều gục hết, là vào tù hết. Mà tôi đọc lên cái mạng của Việt Tân, tôi đọc kỹ lắm, như là những luật sư Nguyễn Văn Đài, rồi tôi thắc mắc về ông mục sư này tại sao ông lại không sao. Rồi ông mục sư Nguyễn Mạnh Hùng thì tôi biết là tại vì ông email tôi, ông mang cái cây thánh giá đó, ông giảng đạo tôi về chữ hiếu, ông là người của Việt Tân, rồi ông binh Việt Tân, thành ra tôi biết ông đưa tôi hai email. Ông mục sư Nguyễn Công Chính thì mới qua. Ông này đó là hoàn toàn của Việt Tân cả, làm việc với Việt Tân. Khi mà cái vấn đề quan trọng là để, khi mỗi khi mà hỏi Việt Tân là ai, họ không bao giờ nhìn nhận họ là Việt Tân. Họ luôn luôn chối họ không phải Việt Tân, thì muốn tìm cái đó thì phải đi theo cái nguồn tài chánh mới biết được họ Việt Tân hay không. Tôi đã tìm cái nguồn tài chánh đó từ đâu ra hết rồi. À, sau khi ông này là người Việt Tân, để tôi đưa lại, ông Nguyễn Mạnh Hùng không biết ông vào tù, người Việt Tân đưa vào tù hay không, nhưng mà cái này tôi nghĩ không phải là đưa vào tù hay không, vừa qua bên quốc hội Việt Tân, Hoàng Tử Duy, người của Việt Tân vào hết, ông ngồi gần cái bên hết, ngay nghĩa là Việt Tân, tới nhà Việt Tân ở. Nhưng mà ở bên đó thì tôi điều tra, tôi thấy cái này nhiều người sẵn sàng, Việt Tân sẵn sàng, luôn cả mục sư sẵn sàng mặc cái áo vào. Mục sư bên đó thì nó khác mục sư bên đây. Bên đây thì anh phải đi học một học ra trường thực tập rồi mới thực hành. Mới thực tập được. Còn bên kia anh chỉ mặc cái áo nói mục sư, sáng mai anh ngủ dậy nói tôi là mục sư là xong rồi. Nó khác cái công giáo thì khó hơn, anh phải đi tu, thành ra cái đạo đức nó khác. Những này sẵn sàng nghĩa là gọi là chọc tức chính quyền Việt Nam để bị bắt rồi đưa vào tù. Khi mà vào tù đó, đó là không phải vào tù là cái khổ, mà cái đó cái vào tù là cái vé qua bên Mỹ. Tại vì cái đó, bởi như vậy họ sẵn sàng họ làm việc với nhau. Nè, sau khi tôi có phỏng vấn mục sư Nguyễn Công Chính, mà tôi biết cái đơn tôi không làm chung với ông Quang nữa. Thì có một cái cuộc điện thoại lạ gọi cho tôi và hỏi rằng là mục sư không hợp tác làm chung với Manonai nữa đúng không? Thì tôi nói tôi không làm nữa vì giữa tôi với ông Quang không làm chung. Thì họ khẳng định là cái việc này rất là quan trọng và mục sư cho biết chính xác, tôi nói tôi không làm chung. Cái người đó không cho biết tên, chỉ hỏi vậy thôi. Và trong những cái năm đó thì tôi bị đàn áp khốc liệt, người ta phá nhà đàn áp. Thì hầu như các cái mối quan hệ tôi bên ngoài hình như là bị chặn đứng hết. Không ai liên lạc, không ai lên tiếng hết, cả trong nước luôn. Tôi với Linh Mục Lý rất là thân, nhưng cuối cùng nói chung là các cái mối quan hệ, cái ảnh hưởng tôi từ trong và ngoài nước hình như là không còn bất cứ ai liên lạc. Theo những gì mục sư nói đó, thì cái ngọn lửa mà đưa mục sư vào tù đó là Nguyễn Hồng Quang. Không phải ngồi Nguyễn Hồng Quang nữa, mà ở đây nó còn có nhiều vấn đề khác nữa. Tại vì ông Nguyễn Hồng Quang trực tiếp làm việc với Việt Tân. Những ai mà không đồng lòng làm việc với ông Nguyễn Hồng Quang hoặc là đi ngược lại đó, có nghĩa là chống lại Việt Tân. Mục sư chỉ lo về tôn giáo, không muốn vào đảng gì cả. Đúng rồi. Việt Tân là đảng.
mà một mục sư không chấp nhận đảng Việt Tân. Từ khi cái cú điện thoại gọi như vậy, mục sư bị cô lập liền, từ ngoài nước và trong nước. Chính quyền Việt Nam không thể nào tự động gõ cửa mà đòi mục sư bỏ mục sư vào tù. Cái ngọn lửa khác đưa mục sư vào tù. Để tôi nói về cái này, ở đời cái gì cũng vậy hết. Phải có lửa mới có khói. Cái lửa là cái gì? Là cái người ký tờ giấy tố cáo. Có tố cáo thì lúc đó chính phủ Việt Nam mới biên bản được. Không thể biên bản mà không có người tố cáo. Những người như Thái Văn Dung, những người như mục sư Định tiết lộ đây, những người này bị vào tù, những 14 thanh niên công giáo Việt Nam là do Việt Tân đưa vào hết. Và cũng có nhiều người tình nguyện dàn trận vào trong tù để có cái vé qua bên Mỹ. Những người đó không phải là gọi là tù nhân lương tâm, mà tôi gọi là tù nhân vô lương tâm thì đúng hơn. Đây là những cái việc xếp đặt, họ đánh lạc hướng, là họ lừa gạt, tiếp tục lừa gạt cộng đồng Việt Nam mấy chục năm nay. Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là tác giả những cái bài viết cho Việt Tân. Thấy sự liên hệ rất rõ ràng. Và khi mà lên á, nếu mà nhìn kỹ đó, thấy Voice America, BBC, RFA, họ lên mục sư Nguyễn Công Chính 11 năm tù. Nhưng ai đưa, ai là cái người ký cái tố cáo đó, mục sư vào? Thì các anh mới vừa nghe Nguyễn Hồng Quang. Nguyễn Hồng Quang là người của Việt Tân 100%. Rồi Nguyễn Hồng Quang cần phải đóng kịch luôn, nghĩa là phải máu me này kia để cho Việt Tân đưa lên. Việt Tân dùng ai đưa lên? Đài của Việt Tân đây, Đài Á Châu Tự Do, Nguyễn Văn Khanh. Cũng Gia Minh nữa, cái điều quan trọng cũng Gia Minh. Gia Minh là cái người mà đưa Thái Văn Dung, Nguyễn Xuân Diệu vào tù giam của chính quyền Việt Nam. Và cũng Gia Minh là cái người đòi hỏi trả tự do. Và cũng cha Gia Minh đây. Đây là anh Nguyễn Xuân Diệu, Nguyễn Thái Dung, Á Châu Tự Do. Họ gọi là tù nhân lương tâm. Đây là một những người mà tù bị bỏ quên, Lô Thanh Thảo. Người của Việt Tân, ông này, ông nhìn nhận ông Việt Tân. Ông gọi điện thoại, ông kêu cô này ra rảy, giải mấy cái tờ giấy mà truyền đồ này kia, truyền đơn. Cô này đi tới đó. Ông này, ông gọi điện thoại cho công an, ông chỉ chỗ cô này đang ở đâu, cô Thanh Thảo ở đâu. Công an tới bắt. Again, lần nữa, phải có lửa mới có khói. Người nào hướng dẫn công an tới đó? Việt Tân. Việt Tân Ma sẵn sàng bỏ rơi đồng bội bị tù đầy ở Việt Nam, không hề cấp dưỡng cho họ, tiếp tục nói dối rằng Hoàng Cơ Minh còn sống và tiếp tục thu tiền của người Việt Nam có lòng yêu hàng lòng có lòng ở hải ngoại. Việt Tân Ma tiếp tục nạp vào nhà tù Việt Nam những người bất đồng ý kiến, bất đồng chính kiến với Việt Tân Ma, chẳng hạn như Lô Thanh Thảo, Đặng Xuân Nghĩa Diệu, Thái Văn Dung, Nguyễn Công Chính. Tôi nói mà sao, thật ra nhiều lắm. Có nhiều người muốn liên lạc với tôi, các anh muốn liên lạc với tôi rất là dễ. Cái Facebook của tôi là Đạm Phong, không phải là Đàm nhé, bố tôi là Đạm, Đạm là dấu nặng đó, Đạm Phong. Còn cái blog của tôi cũng Đạm Phong luôn. Còn liên lạc tôi, cái email của tôi cũng đạmphong@hotmail.com. Tôi lấy tên bố tôi hết, cái nào cũng Đạm Phong cả. Tôi hy vọng cái video này nó đưa ra và giúp đỡ cho những người tranh đấu, nhất là tranh đấu quốc nội, phải tỉnh ngộ, đừng để là nạn nhân nữa. Lần đầu tiên anh là nạn nhân, mà lần thứ hai không thể là đổ thừa Việt Tân, mà gọi là các anh không thể tiếp tục cho phép bị lừa gạt. Cái video này đưa ra rất nhiều. Một trong những cái mà tôi muốn nói đó, cái quan trọng, cái tôi nghĩ trong cái video, cái hình mà tấm ảnh mà quan trọng nhất trong cái này là phải nói là tấm ảnh này. Việt Tân ngày xưa, Việt Tân ngày kia và Việt Tân hiện nay, hay là ngày nay. Lý Thái Hùng là tổng bí thư của đảng Việt Tân ngày nay. Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Minh đều ở trong tù. Trong chiến khu. Ba người chứng kiến xử bắn, ba người ra lệnh xử bắn, ba người
bỏ rơi đồng bội, đảng viên của mình. Và ba người biết Việt Tân thành lập thế nào. Một trong những câu hỏi mà ai cũng hỏi tôi, anh Tú, Việt Tân công bố 1982 hay là 1000 mấy đi nữa, như vậy là cái ngày họ công bố, cái ngày họ ra. Cái công bố là cái ngày mà anh ra, không phải là anh chính thức hoạt động của anh, mà công bố là anh cho quần chúng biết anh đã hoạt động hoặc là đang hoạt động. Không ai công bố sẽ hoạt động cả. Tại sao? Tại vì trước khi công bố, anh phải ngồi lại với nhau trong bàn, hợp lại nhau. Cái cưỡng lĩnh ra làm sao? Phải là ai giữ chức vụ gì, những người có bổn phận gì, ai làm những việc gì, hợp là bao lâu. Khi mà những cái việc đó vào, đó là những cái hoạt động anh đã hoạt động. Không ai tuyên bố, khi cái tuyên bố là cái ngày khác. Còn cái chuyện mà 2004 mà mặt trận ra không bất bạo động, chuyện nó cũng không có. Cái đó là cái đánh lừa gạt của cộng đồng mấy chục năm nay. Tôi vẫn nghe ở trong quốc nội và mấy nước khác vẫn dùng cái chữ tiền thân và hậu thân. Cái tiền thân hậu thân không có. Là chính Việt Tân từ đầu tới cuối chính thân chỉ đạo, chủ động và chi phối. Mà cái tôi thấy ác nhất á, là ông Hoàng Cơ Minh, ông coi mấy trăm người mà tình nguyện, mấy trăm người tình nguyện và có nhiều người bị ép buộc, tôi sẽ nói sơ về cái đó, vào trong cái kháng chiến quân, ông coi mấy người đó là bần cố nông. Là bần cố nông là sao? Để ông áp dụng cái năm cái chữ không nó dễ. Còn mấy trăm người đó, họ nói, có nhiều người nói là tình nguyện, mà thật ra có một số người bị bắt buộc vào. Chẳng hạn như anh Phạm Hoàng Tùng có chia sẻ với tôi, những người mà vào trong chiến khu mà giao cho ông Hoàng Cơ Minh những cái hộ chiếu hoặc là những cái thẻ xanh, ông sẽ giữ cái đó để kèm chân, không đi được nữa. Cái đó không phải gọi là tình nguyện mà gọi là buôn người. Tại vì anh giữ, anh giữ là anh kẹp, người ta không muốn mà anh ép buộc như vậy, cái đó gọi buôn người. Cái thứ hai nữa là ông Hoàng Cơ Minh vào trong cái mấy cái trại giam, mà là mấy cái trại là mấy cái mà chỗ mà bên Thái đó, những cái trại tị nạn, ăn rơ trả tiền mua chuộc Thái, cảnh sát Thái ép buộc những người này phải vào mặt trận Hoàng Cơ Minh hết. Đây là những chuyện mà tôi đã phỏng vấn những người kháng chiến quân chia sẻ với tôi, mà mấy chục năm nay cộng đồng Việt Nam ở ngoài không biết và quốc nội cũng không biết luôn. Tôi chỉ vài lời nói như vậy, tôi hy vọng cái video này sẽ giúp được nhiều người. Và tôi xin tạm ngừng nơi đây và cảm ơn mọi người, sẽ hẹn tái ngộ lại. Cảm ơn.